nhân dân cha và con và thánh thầy. Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm. Cho mọi kinh mọi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Là Chúa Giêsu là đúng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con có cơ hội để gặp gỡ nhau giữa bác sĩ Đông y Nguyễn Văn Đồng từ bên Mỹ về và các thầy tại phòng khám Đông y Việt Y Đạo. Cơ hội này bác sĩ Đông y Nguyễn Văn Đồng đã nâng cao tay nghề của các lương y ở đây. Chúng con cầu xin Chúa là đứng vào lòng thương xót, chúc lành cho bác sĩ Đồng và chúc lành cho bác sĩ Đồng để họ mạnh khỏe, họ có tình yêu, họ có trí tuệ, họ có sự hiểu biết trong những năm tháng sắp tới. Xin Chúa Giêsu chúc phúc lành cho tất cả mọi người, từ thầy giáo cho đến học viên. Xin các đấng linh hồn phù hộ cho các học viên và phù hộ cho bác sĩ Đồng, để mọi người cùng giúp nhau để có giúp mọi người bệnh nhân y trong những năm tháng sắp tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô chúng con, nhân linh cha và con và thánh thần. Xin mời bác sĩ Đồng và các học viên ngồi xuống nha. Kính thưa anh chị em trên cộng đồng mạng, từ hôm cha mở phòng khám đến nay gần một năm để chữa trị các bệnh nan y, và kết quả cho ra đời là trên dưới 25 ca nan y đã được trở về với gia đình với một cuộc sống bình thường, hết bệnh nan y. Trong đó có các bệnh gọi là ung thư là nặng nhất. Thì sau gần một năm cha mở phòng khám thì tỷ lệ lành rất là cao. Đây là một cái điều mơ ước cho nhân loại vào thế kỷ thứ 21 này. Đây là một cái niềm mơ ước cho nhân loại. Thế thì trong quá trình cha chữa bệnh nan y thì cha mở phòng khám, rồi hiện bây giờ cha đang thành lập được một cái phòng khám lớn mà nơi cha đang đứng đây được gọi là cái phòng khám Đông y Việt Y Đạo để chữa các bệnh nan y. Thì cái lý do mà 6 học viên này đã có bằng cấp lương y ở Việt Nam là do bởi cách đây 4 năm về trước cha đã nhắm đến cái chương trình chữa ung thư. Do vậy mà cha trong âm thầm cha đào tạo 6 học viên này để họ có cơ hội họ trở thành lương y để diện chẩn cho những bệnh nhân sau này. Thì cái mơ ước đó nó lại thành hiện thực cho đến ngày hôm nay là tháng 10 năm 2018. Thì 6 lương y này đang thành công trong việc diện chẩn điều khiển liệu pháp cho các bệnh nhân nan y. Mà hiện tại là nơi cha đang đứng đây thì cũng có là 5-7 bệnh nhân đang lưu trú ở đây ngày và đêm. Thì cũng cách đây gần 5 năm thì cha đã biết lương y Nguyễn Văn Đồng, được gọi là bác sĩ Đông y Nguyễn Văn Đồng. Bác sĩ Đồng hiện tại thì bác được phép của quốc tế cấp cho bác một cái bằng cấp là đi chữa trị trên 196 quốc gia. Thì bác sĩ Đồng ở bên Mỹ thì là bác sĩ Đông y và còn là chủ tịch hội diện chẩn Việt Mỹ. Do vậy mà khi bác mở một lớp bất kỳ ở một quốc gia nào thì sau khi bác dạy xong thì bác được cấp cái bằng diện chẩn cho học viên, và sau đó học viên có điều kiện để mà cứu người bằng cái phương pháp diện chẩn điều khiển liệu pháp so bóp bấm huyệt của lương y Bùi Quốc Châu và của chủ tịch hội Việt Mỹ của bác sĩ Đông y Nguyễn Văn Đồng. Thì hôm nay bác sĩ Nguyễn Văn Đồng có mặt ở đây, có nghĩa là tại phòng khám của chúng ta hiện giờ
là có bác sĩ Đông y Nguyễn Văn Đồng là người đứng đầu ở phòng khám này. Và sau bác sĩ Nguyễn Văn Đồng thì có 6 lương y đang có mặt ở đây. Và thường xuyên bác sĩ Nguyễn Văn Đồng lại nâng cấp tay nghề của 6 lương y này. Và sau bác sĩ Nguyễn Văn Đồng, sau 6 lương y này thì có bác sĩ Aram Nguyễn tại Mỹ là một thành viên đặc biệt trong cái phòng khám ung thư này và là cố vấn cho bác sĩ Đồng và cố vấn cho 6 lương y này để điều trị trực tiếp các ca bệnh nan y. Vậy chúng ta vui mừng hân hoan ở chỗ là chúng ta có 2 bác sĩ, một là bác sĩ Đông y nắm giữ 6 lương y này để mà luôn luôn tôi luyện 6 lương y này để được thành công. Còn bác sĩ Aram Nguyễn thì là bác sĩ Tây ở đằng sau lưng của bác sĩ Đồng và 6 lương y này để cố vấn và hỗ trợ cho phòng khám này. Như vậy chúng ta thấy phòng khám này xét về mặt bác sĩ thì rất là cấp cao, xét về mặt chữa bệnh thì chữa bệnh bằng công nghệ mới được gọi là công nghệ nano, công nghệ bằng nước. Ngày xưa đó thì cho lấy một ví dụ, ngày xưa thì chúng ta cắt gạch, cắt đá, chúng ta có thể cắt bằng miếng lưỡi cưa hoặc là cái miếng một miếng bằng một cái chất gì đó để cắt qua cái miếng cưa, cái miếng đá, miếng gạch cho nó đứt. Còn cái công nghệ mới ngày hôm nay có thể người ta cắt sắt, người ta cắt gạch bằng nước, chứ người ta không cắt bằng một cái miếng nhôm hay là một cái miếng kim loại nào khác để người ta cắt, mà có khả năng người ta cắt sắt, cắt cưa, cắt tất cả các loại vật cứng bằng nước, là bằng một công nghệ mới là công nghệ nano. Thì ngày hôm nay cha cũng đã tìm ra được một cái công nghệ mới để chữa các bệnh nan y, đó là công nghệ nano. Do vậy mà hiện tại bây giờ cha nhờ bác sĩ Đồng là bác sĩ Đông y, là bác sĩ trực tiếp tại phòng khám này, có tên trên phòng khám này, và cùng với 6 lương y này để được gọi là chữa trị cho các bệnh nhân nan y. Bên cạnh đó thì có bác sĩ Aram Nguyễn sẽ là người cố vấn cho bác sĩ Đồng và 6 lương y này. Thì đó là cái giới thiệu của cha. Sau cái lớp học này được gọi là lớp học nâng cao để cấp thêm một cái bằng viện chẩn nữa. Tức là hiện tại 6 lương y này đã có bằng viện chẩn rồi, là bằng viện chẩn cơ bản. Thì hiện nay thì bác sĩ Đồng sẽ về Việt Nam với một cái khoảng thời gian thích hợp. Thì sau đó bác sĩ Đồng đã dạy dỗ thêm, nâng cao thêm. Rồi sau đó bác sĩ Đồng trước khi về Mỹ là cấp cho 6 lương y này mỗi người một cái bằng, gọi là viện chẩn được nâng cao. Thì đó là cái điều mừng cho các anh chị em trên cộng đồng mạng, hay là mừng cho các bệnh nhân sắp tới có cơ hội trở về đây chữa bệnh. Thì đó là cái phần giới thiệu của cha. Bây giờ cái phần còn lại thì cha sẽ giao lại cho bác sĩ Đông y Nguyễn Văn Đồng và các lương y làm việc, thì chúng ta cùng theo bước các bác sĩ để chúng ta theo dõi. Thì xin cảm ơn bác sĩ Đồng, thì xin mời xin giao lại cho bác sĩ Đồng. Thưa cha, thưa Minh Tường và quý học viên, hôm nay được cơ hội, tôi rất hân hạnh được cơ hội rồi được dẫn mở một lớp học nâng cao, lớp bổ túc nâng cao cho quý học viên. Biết rằng quý vị học viên đã biết về diện chẩn rồi, nhưng đây là một lớp nâng cao để mà nâng cao tay nghề để chúng ta cùng làm việc và phục vụ cho bệnh nhân được hữu hiệu hơn. Tôi không có tham vọng là đào tạo cho các thầy có trở thành một nhà khoa học hay là bác sĩ, một chính y đại tài, nhưng ít ra để mà quý cô thầy có một chút về căn bản vững chắc hơn nữa để tiếp tục sứ mạng để mà phục vụ cho bệnh nhân. Kính mong quý học viên thầy cô lắng lòng tập trung để mà tiếp thu được mau hơn. Trong quá trình 32 năm vừa qua mà tôi đã học được thầy tổ là giáo sư tiến sĩ Bùi Quốc Châu.
trong vui sướng, anh đi trong nước mắt sẽ về giữa tiếng cười. Ôi đẹp thay những bước chân tiến vào giữa lòng thế giới, loan tình thương Chúa Trời, loan niềm vui cứu đời cho mọi người và mọi nơi. Đồng lúa mênh mông phơi mình dưới nắng hồng, lúa đã trổ bóng rừng ngàn sức sống. Người đi trong nước mắt và người về trong câu ca, tay ôm bó lúa lòng mừng bao la. Đẹp thay, ôi đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi. Đẹp thay những bước chân dạo khắp nẻo đời, ai gieo trong lệ sầu sẽ gặt trong vui sướng. Ai đi trong nước mắt sẽ về giữa tiếng cười. Ôi đẹp thay những bước chân tiến vào giữa lòng thế giới, loan tình thương Chúa Trời, loan niềm vui cứu đời cho mọi người và mọi nơi. Bao người đã hy sinh xây tình Chúa quên mình, lý tưởng thần linh muôn đời tôn kính. Người đi trong nước mắt và người về trong câu ca, tay ôm bó lúa lòng. À, kính thưa anh chị em, sau một thời gian bác sĩ Nguyễn Văn Đồng, bác sĩ Đông Y đã dạy cái lớp nâng cao về diện chẩn này, thì hôm nay kết thúc cái khóa bồi dưỡng nâng cao, thì bác sĩ Nguyễn Văn Đông, bút danh là Hội Lộc, sẽ cấp bằng diện chẩn nâng cao Việt Mỹ cho 6 học viên này. Thì trước tiên là cha cảm ơn bác sĩ Đông đã tận tình để mà đến đây. Thứ nhất là bác đã đứng đầu ở phòng khám này để nâng cao các lương y ở đây và hỗ trợ cho các lương y ở đây bằng mọi hình thức, làm sao để các lương y có thể chữa bệnh một cách nhanh chóng gọn gàng để giúp cho các bệnh nhân mau khỏe trở về quê hương. Đó là điều đầu tiên cha cảm ơn. Điều cha cảm ơn thứ hai là bác sĩ Đông đã, ngoài chuyện bác đã đứng đầu trong phòng khám này, bác chịu trách nhiệm về các lương y, về các bệnh nhân, bác còn phải ủng hộ làm con đường sáng hôm nay nữa. Cha cảm ơn bác rất nhiều và các mạnh thường quân của bác. Xin chú chúc lành cho bác sĩ Đông và các mạnh thường quân. Điều thứ ba là cha cảm ơn bác Đông đã bỏ công sức thời giờ, bỏ tất cả những gì mình có thể có được để trở về Việt Nam, để cùng chung tay với các lương y ở đây để giúp cho chú chúc lành cho bác Đông và cho các mọi người, cho các lương y ở đây. Cuối cùng cha cũng cảm ơn các lương y đã mạnh dạn tiến lên để cứu các anh chị em của mình trong khi họ đang quằn quại với cơn đau mà không có thuốc chữa trị. Thì hôm nay là kết thúc cái khóa học bồi dưỡng nâng cao này để cấp bằng diện chẩn Việt Mỹ, cha cũng lấy làm vui mừng hân hoan vô cùng. Xin cầu chúc cho bác sĩ Đông, bác sĩ Aram Nguyễn và các lương y ở đây có một cuộc sống vui tươi hạnh phúc. Cuối cùng cha gửi phép lành của Chúa đến tất cả mọi người. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Chúc anh chị em được bình yên. Bây giờ bác sĩ Đông sẽ cấp bằng diện chẩn cho từng người một. Trước tiên là bác cấp cho thầy Lương Y Nguyễn Tấn Thành. Xin thầy Lương Y Nguyễn Tấn Thành đến nhận bằng cấp. Thứ hai là Võ Duy Tiến. Xin mời thầy Võ Duy Tiến đến nhận bằng cấp của
Thứ ba là Phạm Thị Thanh Tâm. Thứ bốn là Nguyễn Thị Hạnh. Rồi, chúc cô thành công ha. Thứ năm là Phạm Văn Tây. Thứ sáu là Nguyễn Thị Tiến. Rồi, chúc chị thành công hơn được ha, để phục vụ phục sự thành. Cuối cùng các học viên chúng ta nhìn vào cái bằng cấp của chúng ta là có một cái mộc của Hoa Kỳ. Đây là cái mộc của Hoa Kỳ đã xác nhận cho bác sĩ Nguyễn Văn Đông là chủ tịch hội viện chẩn Việt Mỹ. Vậy chúng ta cầm cái bằng này chúng ta có thể viện chẩn ở Hoa Kỳ được, hoặc là các nước ở trên thế giới với điều kiện chúng ta thành tập. Cuối cùng chúng con xin cảm ơn bác Đông và tất cả mọi người. Chúng ta cho tràng tay. Chào bác Đông và tất cả mọi người nha.